Let's rock. Chào mừng quý vị khán giả, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với cuộc thi Em vẽ trường học hạnh phúc mùa 3. Và chủ đề của cuộc thi năm nay đó chính là những phát minh diệu kỳ. Đây là một cuộc thi vẽ tranh dành cho các bạn học sinh tiểu học trên khắp cả nước. Tại đây thì các bạn sẽ có cơ hội thể hiện những suy nghĩ, hình dung của mình về những sáng tạo, những phát minh độc đáo. Một đề thi rất mở, giúp cho các bạn có thể thỏa sức trí tưởng tượng của mình và đưa ra những giải pháp tối ưu giúp cho một thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Và đây cũng là một cơ hội để các bạn thể hiện khả năng vẽ tranh cũng như là sự sáng tạo của mình. Hành trình của cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc Em vẽ trường học hạnh phúc 2023 đã bắt đầu. Mở đầu cho chuỗi sự kiện đồng hành là buổi lễ phát động được tổ chức tại VTV, Đài Truyền hình Việt Nam. Các giáo viên mỹ thuật, chủ nhiệm câu lạc bộ, đại diện các trung tâm dạy vẽ thiếu nhi đã được mời đến tham dự. Đây là dịp ban tổ chức công bố những thông tin đầu tiên về cuộc thi và truyền cảm hứng đến cộng đồng giáo dục hội họa, cùng nhau xây dựng một sân chơi bổ ích, ý nghĩa và có tính chuyên môn cao. Các thành viên tham dự cũng chia sẻ rằng không có nhiều dịp để những người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục mỹ thuật trẻ em được đóng góp ý kiến cho những hoạt động chuyên môn mang tính xu hướng mới như thế này. Là VTV7, Ban Quan giáo Đài Truyền Việt Nam, Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng phẩm Hồng Hà. Mùa 2 là hơn 78.000 bài dự thi, con số gấp 7 lần lên ạ. Và chúng tôi đã phải làm việc hàng tuần trời chỉ để bóc tranh thôi. Và các em có một chỗ để gửi đóng cái thông điệp đấy của mình. Ở đây chúng ta đều là làm việc trong cái lĩnh vực giáo dục mỹ thuật. Mặt bằng chung chúng ta biết là học sinh của mình đang ở cái khoảng nào. Vậy làm thế nào để có một bài dự thi tốt ạ? Không vẽ lặp đề ạ. Thứ hai nữa là quan sát cuộc sống xung quanh. Cái buổi này thì em thấy rất là hay, là bởi vì mình có một cái cộng đồng. Nếu mà năm nay đúng như thế thì quá tốt. Cũng trong buổi lễ phát động, ban tổ chức được lắng nghe những chia sẻ chân thành của các vị khách về những trăn trở trong quá trình giảng dạy mỹ thuật trong trường học. Làm sao để các giờ học vẽ trên lớp trở nên hấp dẫn thú vị hơn? Làm sao để các nội dung giảng dạy ngày càng phong phú đa dạng và cập nhật các xu hướng giáo dục mới trên thế giới? Không những vậy, sân chơi này cũng mong muốn lan tỏa và phát triển tình yêu hội họa và khuyến khích phát huy được những tài năng mới đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau thành công của hai mùa thi đầu tiên, với mùa thi thứ ba này thì cuộc thi đã nhận được hơn 100.000 bài dự thi của các bạn học sinh. Và có rất nhiều các bạn thí sinh đã rèn luyện hàng năm trời để có thể sẵn sàng thử sức ở cuộc thi này. Số lượng nhiều như vậy nhưng mà mỗi một tác phẩm thì ban tổ chức đều phải đọc thật là kỹ, tìm hiểu thật kỹ để lựa chọn ra những bức tranh đẹp nhất và những câu chuyện hay nhất. Và ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ đến với quá trình chấm tranh của ban tổ chức. Hôm nay thì mình thực sự là bất ngờ, truyền tải được cái thông điệp đẹp từ ý tưởng đến bố cục và màu sắc. Ai cũng muốn đẹp, có chiều sâu, rất là phong phú và rực rỡ, cho mình cái cảm giác như mình là trẻ thơ. Ý tưởng rất là độc đáo, thể hiện cái tính nhân văn, bắt nguồn từ cái thực tế trong cuộc sống. Về cái thông điệp của cái bức tranh này cần nên có một chút mơ mộng, ý tưởng mà cần được nhân rộng. Mình chú trọng đến ý tưởng của bạn đấy, cái sự vui tươi của các bạn nhỏ. Đây là một cái bức tranh rất là đơn giản, ý tưởng mang tính nhân văn cao, rất là thực tế, có một chức năng rất là diệu kỳ. Tạo hình của bạn này rất là cao, đấy chính là cái hòa sắc. Mình nhìn vào là mình cảm thấy được ý tưởng, có một cái kỹ thuật rất là tốt. Em ấy vẽ khá là chi tiết, cái ý tưởng rất là khác lạ và có thể áp dụng vào thực tế. Bởi vì mình dạy 21 năm, trong đó thì có những cái ý tưởng cũng bị lặp lại. Cách thể hiện của con là quan trọng nhất. Theo cái cách suy nghĩ của các con, nó không phải là quá cao xa. Bạn ấy đã dành rất nhiều thời gian. Bố cục chính phủ đều rất là đẹp và ổn ạ. Cái sự tích cực khi mà nhìn vào bức tranh, cái cách đặt vấn đề, phát triển vấn đề của bạn rất là vui vẻ. Sự gọi cho mình cái về tiềm thức của mình. Xem bức tranh này thấy nó rất là xúc động.
cảm thấy được sự kiên trì của bạn ấy ở trong bức tranh này. Văn hóa dân tộc Việt Nam cũng rất là phù hợp với cái xu hướng hiện nay, cảm thấy yêu đời hơn. Có một cái tính cách rất là riêng của các bạn tác giả. Ưu tiên nhất đấy chính là cái tính thẩm mỹ, thể hiện được rõ nội dung hình ảnh chính. Màu sắc của nó rất là hài hòa, có cái sự liên kết xã hội rất là gần gũi từ thực tiễn em học hàng ngày, rất là thú vị, đập ngay vào mắt. Bản nhạc du dương, bố mẹ đang áp đặt cái suy nghĩ của bố mẹ vào con cái. Các bạn học sinh mong muốn nhất đó là cái nhà vệ sinh rất là đáng quan tâm. Vì một cuộc sống hạnh phúc, nhiều bạn nhỏ bị muỗi đốt rất là nhiều. Xe thu hút muỗi khá là thực dụng. Máy nhiệt cháy. Suy nghĩ của anh Lý thì sẽ đơn giản như vậy thôi. Máy làm đẹp đường phố. Đom đóm công nghệ kết nối. Bạn đã phát hiện ra một cái vấn đề. Thiên tai, động đất, chiến tranh. Và nó rất là khoa học. Chế tạo ra pin từ phân của động vật để tạo từ rất nhiều lá cây. Bánh cái kẹo ấy không gây béo phì. Thùng rác này thì có thể tạo hương thơm và tiêu diệt virus. Rất là phù hợp với học sinh tiểu học. Từ những cái nền móng này và đến khi mà trưởng thành sẽ phát hiện ra đâu là người xấu kịp thời. Ngăn ngừa những cái nhân vật xấu đột nhập vào trường và nhà. Đa chức năng cho chiếc máy. Thủy lực học nó được tăng lên, chứa đựng cả một cái thế giới. Trong đó thì có rất nhiều cái tiện ích. Khi mà công việc của bố mẹ quá bận rộn là bạn ấy muốn được ăn những món ăn ngon thì bạn ấy không được ăn. Robot làm bánh pizza trong các trường học. Các em đã có một cái ý thức rất là tốt. Sử dụng cái màu sắc có sự đậm nhạt sáng tối, kích thích cái thị giác của mình. Cái hình ảnh này cho thấy bạn là một bạn bé có nghiên cứu, giải quyết cái vấn đề dựa trên cái bức xúc của các con. Em muốn được trực tiếp trải nghiệm, trực tiếp khám phá, thả hồn mình vào với cái thế giới tuổi thơ của các em. Học sinh mình ở trên vùng sâu vùng xa nhìn rất là thương. Làm đường cho người miền núi. Trẻ con đã biết lo lắng cho mọi người. Thấy mẹ đi làm về rất là vất vả. Giúp đỡ những bạn tự kỷ qua những âm nhạc. Để cho các bạn có cái sự cố gắng sản xuất thành giấy màu cho trẻ con. Không tốn tiền của bố mẹ. Máy hạnh phúc. Rất là ngộ nghĩnh đáng yêu. Cốc trà sữa, hút bạo lực học đường. Thu tất cả những cái tiếng ồn. Giải tỏa được bớt cái áp lực. Tình cảm dành cho ông nội của bạn ấy là người đã mất vì một cái tai nạn lao động. Là mình thực sự xúc động giúp đỡ mẹ trong quá trình mang thai. Cái bức tranh này nó chạm đến trái tim của mình. Bên lề của thi chính thì chương trình còn tổ chức một hoạt động rất đặc biệt, đó là các bạn thí sinh còn được tham gia vẽ tranh trực tiếp. Trong một khoảng thời gian ngắn, các bạn sẽ phải vẽ hoàn thiện một bức tranh, kèm theo đó là thông điệp muốn gửi gắm. Thì thí sinh năm nay đã có những ý tưởng rất độc đáo và vẽ tranh rất là đẹp. Chính vì vậy thì ban giám khảo sẽ phải dành nhiều thời gian để bàn bạc, phân tích chuyên môn để lựa chọn ra bài dự thi tốt nhất. Và căn cứ theo kết quả chấm điểm của ban giám khảo ở các vòng thi, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra các thí sinh đoạt giải, bao gồm một giải đặc biệt, 5 giải vàng, 10 giải bạc, 30 giải đồng và 50 giải triển vọng. Với hơn 100.000 bài dự thi của các bạn thí sinh thì chắc chắn công tác chấm giải sẽ gặp nhiều thử thách. Và có thể thấy rằng là ở trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng thì luôn có sự đa dạng về phong cách, trường phái và còn phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm thẩm mỹ của người đánh giá. Thế nên là có những bức tranh mà người này thấy đẹp nhưng mà người khác lại không. Vậy nên thì chúng ta hãy cùng chờ đón kết quả cuối cùng từ ban giám khảo nhé. Mình rất là khó để lựa chọn ra những cái bức gọi là xuất sắc nhất. Đầy cảm hứng, hứng thú trong cái nghệ thuật. Đã là bức tranh, tôi phải nhìn nó ở góc độ thị giác đã. Riêng Lê Hà thì sẽ chọn các con có những cái tạo hình rất là đặc biệt. Tôi chắc chắn là ban giám khảo sẽ phải rất đau đầu để chọn ra những tác phẩm tốt nhất trong những tác phẩm mà các bạn đã gửi về. Thưa quý vị khán giả, các thầy cô giáo và các bạn học sinh, trên sân khấu hiện nay là những bài dự thi đã trải qua nhiều vòng chấm thi với nhiều hội đồng giám khảo khác nhau. Và ngày hôm nay sẽ là vòng đánh giá cuối cùng để xếp hạng cho các bức tranh.
Và nhiệm vụ của các anh chị giám khảo ngày hôm nay là chọn ra bức tranh để vào đêm chung kết. Xin mời ban giám khảo. Thưa ban giám khảo, các anh chị có cảm nhận như thế nào ạ? Trước hết là rất là đúng với chủ đề. Mỗi bài thi lại có một cái cách thể hiện khác nhau với các cái bút pháp cũng như kỹ thuật khác nhau. 16 bài rất là xứng đáng ở trong cái vòng chung kết. Chúng ta có đến hơn 100.000 bài dự thi. Phải nói là hâm mộ các em ấy, tự hỏi mình là mình muốn cái gì đây cho cuộc sống của mình và mọi người, tìm ở xung quanh mình là những cái gì mà chúng mình còn đang thiếu, chúng mình còn đang muốn làm lắm. Nên là tôi thấy tuyệt vời ấy. Rất nhiều các bạn thí sinh trong cuộc thi năm nay còn nói rằng đề thi này quá khó. Thì việc đầu tiên các em sẽ phải tự hỏi chính mình xem rốt cuộc là trong cuộc sống xung quanh chúng ta còn thiếu những điều gì. Quan sát rồi cập nhật về xu hướng, về những cái mới và tìm ra cách giải quyết, mô phỏng nó lên thành một cái tác phẩm. Thật sự các bạn rất là xuất sắc. Mặc dù quá trình chấm chúng ta là hội đồng, nhưng mà chắc chắn mỗi giám khảo sẽ có những tiêu chí riêng. Và tôi muốn hỏi là cá nhân anh chị khi mà chọn tranh để vào top 6 đêm chung kết, các anh chị đánh giá trên những tiêu chí gì ạ? Trong hơn 100.000 bức tranh và đến bây giờ còn 16 bức tranh thì chọn ra 6 bức tranh thì cái yếu tố nhân văn đối với tôi cũng là một cái yếu tố mà cũng được đặt lên cái hàng đầu. Cá nhân tôi nhá, tôi thiên về cái ý tưởng đấy, bởi vì mình là phát minh mà. Phát minh thì mình phải phát hiện ra. Quan tâm đến cái vấn đề, tôi nghĩ rằng là nó là bức xúc nhất mà. Và các em đều rất là thông minh. Cảm ơn chị. 16 bức tranh đây đều có những cái ý tưởng. Đều như có những cái ý tưởng rất độc đáo, rất 16 khó chọn. Ý tưởng rất là khác biệt. 16 tay nghề vẽ tranh cũng rất là giỏi nữa. Vậy còn tiêu chí của nhà thiết kế Quang Huy ạ? Thứ nhất, ý tưởng. Thứ hai, giải quyết cái ý tưởng đấy như thế nào. Và thứ ba là cái technique, cái kỹ thuật thể hiện để người xem có thể cảm nhận được cái ý tưởng, cái trình bày của mình như là mình đang mong muốn hay không. Cảm ơn hội đồng giám khảo ngày hôm nay. Và chúng ta cùng chờ đón phần dự thi cuối cùng trong đêm chung kết. Sau buổi làm việc cuối cùng của hội đồng giám khảo, cuộc thi sẽ chỉ còn đêm chung kết và lễ trao giải sẽ được phát sóng vào dịp khai giảng năm học mới. Trong suốt 3 mùa thi vừa qua, chương trình đã kết nối với hàng trăm nghìn thí sinh tham gia là những em học sinh có năng khiếu hội họa, yêu thích mỹ thuật và mong muốn thể hiện khả năng của mình. Qua mỗi tác phẩm tham dự, các em không chỉ gửi đến những bức tranh mà còn cả những lời tâm sự, những trăn trở, những ước mơ về tương lai của mình. Nhiều gia đình có con thích vẽ cũng mong muốn được chia sẻ để có thể đồng hành cùng con trong hành trình định hướng nghệ thuật sau này. Nhân dịp này, cuộc thi cũng có một món quà đặc biệt để gửi đến các gia đình, các em thí sinh, đó là 3 câu chuyện của 3 họa sĩ mỹ thuật ứng dụng nổi tiếng hiện nay, cùng tìm câu trả lời cho các câu hỏi mà nhiều gia đình đang có cùng trăn trở. Làm thế nào để biết con mình có năng khiếu mỹ thuật hay không? Làm gì để phát huy tối đa tiềm năng của con? Cơ hội nghề nghiệp nào trong tương lai cho những em học sinh có năng khiếu hội họa? Chúng ta cùng đi hỏi các vị khách mời những câu hỏi giống nhau, xem câu trả lời sẽ như thế nào. Và vị khách đầu tiên là họa sĩ Bảo Nguyễn. Anh được biết đến là một nghệ sĩ đã thành công trong việc tạo ra phong cách riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân. Các tác phẩm của anh có sự kết hợp của văn hóa truyền thống và ngôn ngữ đương đại, tạo nên vẻ thời thượng. Anh cũng là một trong những người đầu tiên thành công khi đưa mỹ thuật số lên áo dài truyền thống và các ấn phẩm thời trang tại Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn học sinh đang theo dõi cuộc thi Em vẽ trong hạnh phúc. Ngày hôm nay thì ban tổ chức cuộc thi đã đến gặp họa sĩ Bảo Nguyễn và sẽ có một buổi trò chuyện nho nhỏ để cùng anh truyền cảm hứng cho mọi người. Xin chào họa sĩ Bảo Nguyễn. Khi ban tổ chức chia sẻ profile của họa sĩ Bảo Nguyễn cho các thí sinh tham gia thì các em mình cũng có chia sẻ lại rằng ô, đây đúng là cuộc sống mà em rất là mơ ước, bởi vì em được vẽ, em được có sự nổi tiếng
em làm đúng cái thứ em thích và em cũng có được một cái nghề nghiệp được mọi người ghi nhận. Vậy thì người ta nhắc đến họa sĩ Bảo Nguyễn là nhắc đến một cái dòng sản phẩm như thế nào? Cái dòng tranh là mỹ thuật in phiên bản giới hạn. Digital printing đúng không? Đúng rồi, digital printing. À, có lẽ là nhiều phụ huynh cũng chưa biết về khái niệm ở đâu, anh hãy chia sẻ những cái kiến thức rất là cơ bản để cho các bậc phụ huynh biết ạ. Hoàn toàn vẽ trên máy tính hết. Sau đó mình có thể tinh chỉnh rồi sau đó in ra. Điều khác biệt duy nhất và dễ hiểu nhất đối với cả mọi người đấy chính là vẽ trên máy tính đúng không ạ? Đúng rồi. Nó khác với cả việc chúng ta vẽ trên toan. Đúng rồi. Mình không có cầm cọ trực dùng màu trực tiếp thì mình sẽ quán xuyến màu, xử lý màu trực tiếp hoàn toàn trên máy tính. Cái nhu cầu thị trường ở cái lĩnh vực này như thế nào vậy? Khá là mới so với Việt Nam. Thì mọi người cũng rất là hứng thú với nó nên mọi người cũng rất thích và cũng muốn sưu tập những bức tranh như vậy. Chắc chắn mọi người cũng rất tò mò về ngày nhỏ của họa sĩ Bảo Nguyễn như thế nào đấy ạ. Thì hồi xưa thì mình cũng như vậy thôi, rất thích xem phim hoạt hình, xem qua chiều một lần hai lần thì mình đã ghi nhớ được như hình ảnh đó rồi. Thì mình thường là về vẽ là trên giấy nè, hoặc là sau những cái cuốn lịch, những cái phần trắng của cuốn lịch rồi vẽ trên tường. Đó, ra coi mình sẽ vẽ đi vẽ lại những cái hình ảnh nó rất là nhiều lần. Anh có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình một số những cái dấu hiệu nhận biết những em nhỏ có năng khiếu hội họa từ nhỏ được không ạ? Thường thì mấy bé đa phần là rất thích xem hoạt hình hoặc là đọc truyện, đa phần là truyện tranh. Thì những cái hình ảnh màu sắc đó thì vô tình mấy bé được ghi nhớ và mấy bé có thể vẽ lại gần như là giống với những gì mà bé đã xem trước đó. Như vậy là xem phim hoạt hình không chỉ là để giải trí mà đối với những em bé có năng khiếu mỹ thuật thì xem hoạt hình còn là một cách để có tư liệu nữa đúng không ạ? Đúng rồi, tư liệu về mặt hình ảnh và lẫn màu sắc. Mấy bé cứ vẽ lại như vậy là cái mấy bé lên tay vẽ càng ngày càng đẹp hơn, vẽ nhanh hơn. Vậy thì theo anh, gia đình và các bậc phụ huynh nên làm gì để hỗ trợ cho con phát triển năng khiếu hội họa của mình ạ? Nếu như mà có điều kiện thì có thể cho con có thể học thêm về vẽ, về sáng tạo. Môi trường về học thêm về mỹ thuật, về sáng tạo rất là nhiều. Hồi còn nhỏ thì anh có được gia đình hỗ trợ để tạo điều kiện phát triển năng khiếu của mình hay không? Thì hồi xưa mình cũng vẫn hay vẽ trên giấy tập, cuốn vở càng ngày càng nhỏ lại là biết là rút ra vẽ rất là nhiều thì cũng bị gia đình ngăn cấm. Vì hồi xưa thì cũng không có nhiều điều kiện giống như là vẽ trên những cái tờ giấy A4 như bây giờ. Nghĩ là vẽ thì không biết sau này lớn lên rồi vẽ rồi có kiếm được tiền hay không, rồi cái nghề ngày nó sẽ như thế nào đó. Nên cũng rất là khó trong cái việc mà định hình cho mình một cái tương lai về cái nghề nghiệp nghề vẽ. Và có lẽ cũng khá nhiều phụ huynh cũng đang coi cái việc là con mình vẽ như vậy là nghịch ngợm hay là không có tập trung vào việc học hành đúng không ạ? Đúng rồi, con họ có năng khiếu về nghệ thuật đi, về vẽ đi nhưng mà họ cũng ngăn cấm, cũng không hẳn là cho con tự do sáng tạo, tự do vẽ vời đâu. Vậy thì theo anh tại sao phụ huynh lại có những cái tư tưởng như vậy nhỉ? Kiểu như là gia đình vẫn không có định hướng rõ ràng về cái ngành nghề này. Họ vẫn thích là cho con học những cái môn toán lý hóa, môn mà xã hội nhiều hơn. Có lẽ là nhiều phụ huynh cũng chỉ nghĩ rằng nếu cho con mình thích vẽ thì lớn lên sẽ thành một anh họa sĩ đi. Nhưng cái người thành danh ở lĩnh vực họa sĩ thì không có nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cũng có rất nhiều những trường đại học trên cả nước đào tạo về mỹ thuật với rất nhiều những cái chuyên ngành khác nhau. Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là cơ hội nghề nghiệp cho những em nhỏ ngày nhỏ thích vẽ được không ạ? Phát triển về nghề nghiệp ở cái nghề vẽ này rất là nhiều, không phải riêng về vẽ tranh không đâu, có rất là nhiều cái ngành nghề khác liên quan tới mỹ thuật, tới vẽ, thiết kế poster phim hoặc là vẽ storyboard, vẽ banner, thậm chí cả tạp chí nữa. Nói chung là nó rất có nhiều nhánh nên hả rất là nhiều cái sự lựa chọn về nghề nghiệp sau này cho các bạn. Và có lẽ cũng phải trấn an các bậc phụ huynh rằng hãy yên tâm đi. Bây giờ đã là năm 2023 rồi và thế giới càng ngày càng phát triển. Chúng ta cần rất nhiều những họa sĩ với rất nhiều những ngành nghề khác nhau để làm đẹp cho cuộc sống. Và đó đều là những nghề hot trên thế giới đấy ạ. Có thu nhập rất là tốt. Có lẽ nhiều phụ huynh khi theo dõi cuộc trò chuyện này cũng đã có những suy nghĩ khác để định hướng cho con em mình. Anh có chia sẻ điều gì đối với các bậc phụ huynh ạ? Thì nghệ thuật là một cái gì đó cũng rất là cần thiết cho cái xã hội hiện tại và sau này. Nó rất là đa dạng và phong phú. Các bậc phụ huynh nên cho con mình tự do sáng tạo hơn. Anh có nhận xét gì về chủ đề của thi năm nay, đó là những phát minh diệu kỳ? Những phát minh diệu kỳ thì cái chủ đề này rất là rộng. Maximum luôn, có nghĩa là rất là thoải mái luôn. Có nghĩa là bé không có bị giới hạn bất cứ cái vấn đề gì hết, kể cả tạo hình lẫn cái màu sắc đó. Mình nghĩ là những cái chủ đề sáng tạo như vậy sẽ kích thích sáng tạo một cách rất là bản năng của mấy bé. Làm giám khảo của cuộc thi FX Hội Phúc năm nay, chấm bài dự thi của những em nhỏ đang trong lứa tuổi tiểu học thôi. Tiêu chí đánh giá của anh đối với bài dự thi tốt là gì? Mình sẽ chấm về mặt ý tưởng, về sáng tạo và lẫn màu sắc. Thì cái khả năng đi màu của mấy bạn rất là phong phú và đa dạng. Theo tiêu chí của mình thì mình sẽ không có chấm dựa vào những cái đặc điểm về hình. Tại vì ở với mỗi cái mức độ tuổi khác nhau thì cái
tiếp thu về hình mọi cách khác nhau. Bởi vì các em mới đang là tiểu học thôi, các em còn rất nhiều thời gian lên đến hàng chục năm để có thể hoàn thiện cái kỹ thuật cho mình. Và cái kỹ thuật trong hội họa thì chúng ta có thể rèn luyện được qua thời gian. Xin cảm ơn họa sĩ Bảo Nguyễn về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vị khách tiếp theo là kiến trúc sư, họa sĩ Trọng Ly. Trở thành kiến trúc sư hay nhà thiết kế nội thất để tạo nên những công trình đẹp là ước mơ của nhiều em nhỏ có năng khiếu mỹ thuật. Kiến trúc sư, họa sĩ Trọng Ly, anh được biết đến qua những công trình ấn tượng, đậm dấu ấn hội họa. Và anh còn là tác giả của hai cuốn sách mỹ thuật Vùng Đất Thần Tiên và Sắc Màu Cổ Tích Việt Nam rất được các em nhỏ yêu thích. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với kiến trúc sư Trọng Ly, người sẽ chia sẻ cho các bạn rất nhiều những câu chuyện hay. Chào quý khán giả. Và mọi người có lẽ cũng rất là tò mò muốn biết ngày nhỏ của kiến trúc sư Trọng Ly sẽ là một bạn như thế nào. Thích đọc những truyện tranh cũng như là bao nhiêu đứa trẻ khác. Tuy nhiên mình thường rất thích vẽ lại những cái nhân vật truyện tranh đó. Và khi gia đình thấy mình có những cái năng khiếu như thế thì thật sự rằng là rất là ủng hộ và tạo điều kiện hết sức cho mình để có thể học hỏi được những thầy cô để hướng dẫn mình, để quen với màu sắc, quen với hình khối, quen với đường nét, và dần dần từ đó nó hình thành cho mình một cái tình yêu mãnh liệt đối với cái hội họa. Tức là anh được học mỹ thuật từ rất là sớm đúng không ạ? Từ lúc mà lớp 1 thì gia đình đã có thể phát hiện ra là mình có cái năng khiếu và đã bồi dưỡng cho mình từ cái lúc đó. Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh, đó là làm thế nào để nhận biết con em mình có năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ? Chúng ta còn phải quan sát thật là kỹ. Các bạn sẽ có những cái phản ứng có tích cực với màu sắc, hình ảnh, hình khối, và cũng như rằng là rất mọi nơi mọi lúc có thể vẽ, có thể chơi đùa với những cái hình khối, với những cái màu sắc, cái xử lý khéo léo trong sinh hoạt hàng ngày của các bạn. Khi đã nhận ra con mình có năng khiếu mỹ thuật rồi, vậy thì theo anh, gia đình, bố mẹ nên làm gì để giúp con em mình có thể phát huy được năng khiếu hội họa tối đa cái tiềm năng của mình ạ? Khi mà chúng ta đã phát hiện được tình yêu của các em nhỏ đối với hội họa thì thực sự rằng là gia đình cần phải có cái sự nhìn nhận nghiêm túc và dành rất là nhiều thời gian để có thể định hướng cho con một cách rõ ràng, và dành nhiều thời gian cho các bé, dẫn các bé đi chơi, đi tham gia những cái buổi triển lãm tranh hoặc là những cái bảo tàng, tạo điều kiện có những cái sinh hoạt hàng ngày mà cần phải có cái sự khéo léo, xử lý khéo léo sản phẩm mang cái tính thủ công cao, thì như vậy là sẽ giúp cho bé tiếp cận được rất là sớm. Như vậy là không nhất thiết bố mẹ có chuyên môn về mỹ thuật hội họa mới có thể định hướng được con mình đúng không? Và bằng những cái hành động rất là đơn giản như vậy thôi thì cũng đã có thể duy trì được rồi. Anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết về những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của những em nhỏ có năng khiếu hội họa? Thật sự rằng là một cái tương lai rất là rộng mở, bởi vì với xã hội hiện đại như bây giờ thì đòi hỏi về năng lực tư duy cũng như rằng là về hình thức và tất cả mọi thứ còn phải có cái tính thẩm mỹ cao. Do đó là nếu các em nhỏ có năng khiếu cũng như là cái việc có cơ hội và môi trường tiếp cận với giáo dục tốt, các bạn sau này có thể phát triển đi theo bất kể cái lĩnh vực hay con đường gì thì cũng đều rất là thuận lợi. Ngoài những công trình kiến trúc ra thì anh Trọng Ly còn được biết đến là một họa sĩ về những dự án rất là thú vị, đặc biệt là có những cái đề tài rất là gắn bó với thiếu nhi. Anh có thể chia sẻ một chút về những dự án đó được không ạ? Mình rất là yêu thích là hai cái dự án, một cái dự án là Vùng Đất Thần Tiên và một cái dự án là Sắc Màu Cổ Tích Việt Nam, đều là những hình ảnh ước mơ của mình từ lúc nhỏ cho đến lớn. Và anh muốn chia sẻ điều gì đối với các bậc phụ huynh khi có con đam mê lĩnh vực mỹ thuật hội họa, rất là quan tâm đến con em của mình nhưng mà cũng chưa có những cái định hướng cụ thể, bởi vì rất có nhiều phụ huynh không nằm trong lĩnh vực mỹ thuật. Vậy anh có muốn chia sẻ điều gì đối với họ? Mình hy vọng là tất cả những bậc phụ huynh hãy tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho những đứa con của mình, những cái thành viên, những cái mầm non tương lai của mình, bởi vì rằng là khi mà những bạn trẻ phát triển được tư duy, năng lực và tính thẩm mỹ cao thì thật sự là các bạn sẽ trở thành những con người có cái sự hiểu biết, cái sự nhận thức và cũng như là tiếp nhận được những kiến thức một cách rất là dễ dàng. Để truyền cảm hứng cho các em nhỏ có năng khiếu mỹ thuật, anh muốn nói điều gì với các em để có thể thành công được như anh, được làm đúng cái công việc của mình yêu thích và được sống trong một cái môi trường hội họa như thế này ạ? Một thông điệp mà có thể gửi gắm đến các em, các bạn làng là hãy cứ ước mơ, hãy cứ thỏa sức cùng với cái sự sáng tạo của mình, bởi vì chính những cái điều đó sẽ là một cái động lực thỏa mãn được những cái mong muốn, những cái ước mơ của mình, và bỏ qua những lời dèm pha, những lời phê bình để có thể giúp các bạn, các em có thể phát triển. Cuộc thi năm nay là năm thứ 3 đã diễn ra rồi. Anh có nhận xét gì về ý tưởng của cuộc thi năm nay, đó là những phát minh dự kỳ? Một cái chủ đề rất là hay, bởi vì các bạn trẻ có thể thể hiện được gần như là ước mơ về hoài bão của mình. Vậy tiêu chí đánh giá của anh như thế nào khi chấm một bài dự thi của các em nhỏ?
nghiêm túc rằng là mình phải đặt cái tư duy của mình không được áp đặt bằng cái lối tư duy của người lớn. Cái tiêu chí đầu tiên có nghĩa là sự độc đáo, sự khác biệt, và cái tiêu chí tiếp theo đó chính là những cái gam màu có thể nổi bật được những cái mong muốn của các bạn trẻ gửi lên trường thực hành. Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này. Vị khách cuối cùng là họa sĩ, giảng viên Phan Vũ Linh. Họa sĩ Phan Vũ Linh hiện đang là giảng viên của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Hoa Sen. Anh là người sáng lập của Cinemagic, Sunsea Studio và là họa sĩ thực hiện các dự án điện ảnh, công viên chủ đề, game nổi tiếng. Xin chào họa sĩ Phan Vũ Linh, anh có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình những công việc mà anh đã làm trong thời gian vừa qua với những cái sản phẩm có lẽ là rất là độc đáo. Mình cũng là một trong những người đầu tiên mà bắt đầu mày mò để vẽ trên máy ở Việt Nam mình, nhảy qua lĩnh vực là vẽ digital painting, và sau đó thì mình áp dụng cái việc vẽ trên máy của mình vào lĩnh vực minh họa sách. Rồi sau này thì mình cũng chuyển hướng nhiều, mình chuyển hướng từ vẽ 2D sang làm 3D, mở ra một số cái xưởng như là studio làm chuyên về lĩnh vực xây dựng và tạo hình cái mô hình nhân vật cũng như là những cái mô hình khủng long để dành cho phục vụ cho lĩnh vực giải trí, những cái công viên chủ đề. Cái con đường của mình nó cũng lái qua nhiều hướng khác nhau. Có thể là trường cách đây mấy năm gặp mình thì thấy mình làm cái này, nhưng mà bây giờ gặp mình lại thấy làm cái khác rồi. Thực ra là rất dễ hiểu thôi ạ, bởi vì anh là họa sĩ thế nên anh làm tất cả những thứ liên quan đến mỹ thuật, liên quan đến hội họa. Và những cái công việc đó, thứ nhất là nó phù hợp với năng lực của mình, thứ hai nữa là đấy là một cái nhu cầu của thị trường. Đến bây giờ thì được coi là một họa sĩ đã thành công và đã có những cái dấu ấn nhất định rồi. Nhưng mà khán giả truyền hình, đặc biệt là các em nhỏ rất quan tâm. Ngày còn nhỏ thì anh Phan Vũ Linh là một cậu bé như thế nào ạ? Mình đến với mỹ thuật hội họa chính quy, mình thi vào trường đại học mỹ thuật là chỉ là lý do duy nhất thôi. Mình mê truyện tranh, suốt ngày ngồi cắm cúi sao chép theo, và mình cảm thấy là mình vẽ giống phết, mình sao chép giống phết, và từ đó mình có cái cảm giác là tự tin hơn. Mình nghĩ là sau này mình cũng có thể trở thành một cái họa sĩ truyện tranh. Sau đó là mình vào trường mỹ thuật, dĩ nhiên trường mỹ thuật thì đâu có đào tạo họa sĩ truyện tranh đâu. Mình cũng có một cái thời gian lạc lối như vậy, nhưng mà mình nghĩ là mọi cái kiến thức hay là những cái gì mà mình trải nghiệm trong cái môi trường mỹ thuật chính quy thì nó đều bổ sung cho những kỹ năng nghề nghiệp cụ thể trong tương lai. Anh có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình, đặc biệt là các bố mẹ đang có con nhỏ có năng khiếu mỹ thuật, những dấu hiệu để nhận biết một em nhỏ có năng khiếu mỹ thuật được không ạ? Dĩ nhiên là bắt đầu từ cái sự mà tự giác và say mê của các bé. Ví dụ như một bé nào đó mà suốt ngày ngồi giấy bút để mạch mạc cái này mạch mạc cái kia thì rõ ràng là mình sẽ thấy là bé có cái sự yêu thích với cái này rồi. Dần dần cái sự yêu thích này nó phát triển đến đâu thì thời gian nó sẽ trả lời. Là một người làm về đào tạo, vậy thì theo anh gia đình nên hỗ trợ như thế nào để con có thể phát huy được năng khiếu mỹ thuật và duy trì được niềm đam mê của mình? Thực ra nói cái này cũng hơi buồn cười, nhưng mà thực tế là tôi hay khuyên các bậc phụ huynh là đừng làm gì hết, để các bé tự nhiên bộc lộ, tự nhiên gọi là đi theo cái sự say mê của bản thân. Bởi vì thường phụ huynh nhìn vào thì thấy bé vẽ cái này vẽ cái kia thì lại hay đánh giá và định hướng. Các bậc phụ huynh đôi khi cũng chả biết gì đâu, hay định hướng con phải vẽ này, con phải vẽ cái kia, và chính cái đó nó sẽ làm các bé hơi có một chút áp lực. Và khi mà người ta đang say mê một cái gì đó và người ta cảm thấy áp lực từ chính cái sự say mê đó là sẽ dẫn đến cái sự mà cụt hứng và dẫn đến những cái mà e ngại khi các bé muốn phát triển thêm. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn là một số những hành động mà bố mẹ thường hay làm với con mình là khiến cho mong muốn các con đôi khi lại bị ngăn cản lại không ạ? Hồi nãy mình có nói vấn đề logic thì người lớn thì lại quá logic. Cho nên thường thấy các bé vẽ, ví dụ các bé vẽ cái mái nhà tô màu xanh và không tô màu đỏ như bình thường. Tại sao lại cái mái nhà lại là màu xanh, mái nhà phải màu đỏ chứ? Thì chính cái đó là chính những cái là ngăn cản cái sự phát triển về cái sáng tạo của các bé. Logic nhưng mà lại phải đi ra khỏi logic thì nó mới là cái đặc biệt. Vậy thì theo anh là những em bé có thiên hướng nghệ thuật, đặc biệt là mỹ thuật đi, thì em bé thường hay có những cái tính cách như thế nào? Và đôi khi những cái tính cách đấy bố mẹ cũng không có biết hoặc là không nắm bắt được để có thể hỗ trợ cho con, ví dụ như bừa bãi chẳng hạn. Bừa bãi cũng là một khía cạnh, và cái thấy rõ thứ hai nữa là hay nội tâm. Thực tế là cái nội tâm đó là do các bé đang có một cái thế giới riêng, thế giới của màu sắc, thế giới của những cái ý tưởng, của các cái suy nghĩ đó. Cho nên mình sẽ thấy là các bé sẽ không quan tâm nhiều đến những thứ như các bé bình thường khác, mà chỉ là suốt ngày
giấy bút và những cái ý tưởng của các em. Và đôi khi bố mẹ cũng nên để cho con có những cái khoảng không gian riêng như vậy đúng không ạ? Dĩ nhiên nó cũng phải ở mức độ cân bằng, các bé không phải là quá cô lập trong cái việc mà sáng tạo của các bé, và các bé có cái sự chia sẻ với bạn bè. À, đối với các em nhỏ thì khi đã phát hiện ra mình có cái niềm đam mê đối với mỹ thuật, với hội họa rồi, vậy thì anh có thể chia sẻ cho các em về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của những em nhỏ khi mà ngày bé chỉ là những em bé thích vẽ mà thôi? Cái này thì chia sẻ rất là dễ, bởi vì bản thân mình cũng vậy, hoặc là như trường cũng vậy. Từ nhỏ mình chỉ là vẽ theo những gì mình yêu thích, vẽ những cái nhân vật, truyện tranh, hoạt hình mà mình yêu thích. Thì lớn lên chính những cái đó nó sẽ là cái công việc của mình. Ví dụ như hồi nhỏ mình thích vẽ nhân vật thì sau này mình lại là cái người sáng tạo ra những cái nhân vật cho những cái bộ phim hoặc là cho những cái game. Cái dạng công việc đó thì nó rất là đa dạng trong cái xã hội hiện tại. Và cái nhu cầu công việc này cũng càng ngày càng nhiều đúng không ạ? Chính xác, càng ngày càng nhiều. Bởi vì như các bạn cũng thấy, rõ ràng là cái thị trường mà thiết kế dành cho giải trí nó đang dồn về châu Á rất là nhiều. Và thực sự là những cái công việc đó thì nó sẽ có cái độ ổn định cao và dễ kiếm việc, tại vì nó đặc biệt, nó không phải là những công việc mà nó quá nhiều người làm. Thì theo mình là cái cơ hội là rất là lớn nếu các bé thực sự say mê và theo đuổi nó đến nơi đến chỗ. À, một số những cái ngành nghề mà trong nhiều thập kỷ qua thì chúng ta cũng đã biết rồi, như là họa sĩ này, hay là họa sĩ đồ họa này, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất này. Rất nhiều gia đình đang có những cái mong muốn tìm hiểu những cái ngành nghề trong tương lai cho con em mình. Thì những cái nghề mới mà ở khoảng năm 2023 hiện nay trở đi thì có những nghề gì là nghề mới anh có thể chia sẻ cho các bậc phụ huynh quan tâm ạ? Có thể nói cũng không phải là mới lắm, nhưng mà nó đang phát triển rất là mạnh. Đó là những cái thiết kế cho những vực giải trí, hoặc là các bạn có thể nghe nói đến Metaverse, cái thứ tức là nó đang rất cần những cái người mà tạo ra cái thế giới đó bằng những cái hình ảnh, bằng những cái nhân vật cụ thể, thì lại phải cần những người có cái khả năng thể hiện cái ý tưởng bằng hình ảnh và những họa sĩ. Anh có nhận xét gì về chủ đề của cuộc thi năm nay, đó là những phát minh diệu kỳ? Theo tôi thì cái chủ đề này tôi đánh giá rất là cao, tại vì là thường là người ta nghĩ là những cái chủ đề là người ta thường mang tính chất là định hướng gom lại để cho các bé dễ vẽ, nhưng mà cái chủ đề lần này thì nó hoàn toàn không mang tính chất định hướng rõ ràng. Các bé có thể vẽ bất cứ thứ gì, hoàn toàn không có định hướng, nhưng mà các bé lại có một cái cụ thể trong đầu là phải vẽ một cái gì đó thực sự là mới mẻ. Thì cái đề tài này chính là cái mà người ta luôn muốn hướng tới khi mà đề cập đến những cái tác phẩm nghệ thuật, có nghĩa là luôn luôn phải mới mẻ, luôn luôn tạo ra một cái gì đó mới và không bị ràng buộc bởi quá nhiều cái luật lệ. Vậy thì tiêu chí đánh giá của anh đối với một bài vẽ dành cho thiếu nhi là gì ạ? Thông thường khi tôi chấm một bài thi thì tôi sẽ xem cái mặt bằng chung. Thì nếu mà các bé đã đạt đến một cái mức độ nào đó về gọi là về cái quy chuẩn về thẩm mỹ rồi, biết xử lý đường nét, biết tô màu các thứ rồi, thì tôi sẽ tìm ra những cái đặc biệt mà bé đó khác với những bé khác. Một số bé nổi bật lên khỏi cái mặt bằng chung. Tuy nhiên là đối với trẻ em thì các bé có thể kỹ thuật chưa giỏi, có thể vẽ nó hơi ngẫu nhiên, hơi ngẫu hứng, nhưng mà mình sẽ đánh giá theo cái cảm giác tổng thể. Mình cũng không phải là quá chú trọng vào những vấn đề kỹ thuật. Cảm ơn họa sĩ Phan Vũ Linh rất nhiều. Let's rock. Vậy là quý vị khán giả đã vừa theo dõi cuộc thi Em vẽ trường học hạnh phúc mùa 3. Ngoài ra quý vị cũng đừng quên đón xem lễ trao giải và buổi triển lãm tranh. Xin được cảm ơn công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà đã tài trợ cho cuộc thi năm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.